Cái này cây nụ bồ công nha bạn. Cây này mình nó bự, nó cao, mình quay hơi xa nha các bạn. Mình quay đứng cái điện thoại nên quay hơi xa. Cây này cái hoành lớn lắm mà nha. Cây này mình cái đế bạn thấy so với cái chai nước lớn lắm. Nay mình nói chung là mình mua cây này là già nhất và bự nhất luôn. Cây này cái đế nhìn cũng ấn tượng lắm. Đây, cây này là cây nu cám nha bạn, nu hộp như vậy. Nu cám thì nó xịn hơn nu mặt khỉ. Một số người thì thích cây nu cám hơn là nu mặt khỉ, tại lý do nu mặt khỉ á nhìn nó ấn tượng, nhưng mà những cái khoảng không của nó nhiều hơn. Những cái khoảng không đó bạn, những cái khoảng không nó nhiều hơn. Nên cái cây nu cám á, sau này nó sẽ lan hết mấy cái bình luôn bạn, những cái khoảng không nó ít. Và nó tần sức nu nó sẽ nhiều hơn cái cây nu mặt khỉ. Nu khỉ thì nó có khoảng không, với lại tần sức nu nó sao lại không lại những cái cây nu khác, nu hộp hộp như vậy. Có người thì kêu nu nút áo, người kêu nu cám. Cây này nó có cái vết chuyển ngọn này, các bạn chuyển ngọn lên cái ngọn bự này. Cây này nó có cây tử mà cái anh đi bứng anh đốn đâu cây tử uổng ghê, cây tử bự bị lớn vậy nè các bạn. Lúc tôi mua về là anh đốn cây tử mất tiêu, uổng ghê. Thấy không, có hai cái nhánh cây tử luôn. Cái này nó có cái đường cong nè các bạn, mình đo thử nha bạn. Đo thử chiều cao nè, 60. Cái lý chân này là khoảng 60 nè. Mình đo thử cái củ nè. Củ này có 8 mấy lần nè. Củ này 8 mấy lần nha. Củ này 82, 83. Cái eo này khoảng 39, gần tới 40, không tới 40 nè. Cây này bự, cây này cảm giác nó bự. Tại do cái đế nó sổ xuống y như cây túi vậy mà, y như cây này túi vậy. Sổ xuống thì nhìn thấy ghê không? Cây này mình thấy cái tông cây nó cũng đẹp á. Rồi tần sức nu nữa, sau này cái cây này rất là nhiều. Cây này sẹo thì sao này chắc không có luôn, nó chỉ có một cái sẹo trên ngọn là nó chặt hai cành trên này nè, mình đục ra mình chèn nhiều cái ngọn nhỏ. Ở đây nó có một cành với một cành lớn này nè, có cái sẹo mới đục nữa bạn. Đó, mình chèn vô nó bóp, chèn bóp vô ngon, nó lắc lượng như thế này nè. Nu thì ghê chưa. Cây này nó già mà nó nu, nhìn nó nói chung cây này nhìn cũng khá ấn tượng á. Với lại nó có một cái co, có một cái co lượng nè, nhìn nó nu công nha bạn. Cây này nó xa quá, mình quay hơi xa nha, mình quay cây hơi xa. Cây này cái tông cây đẹp á. Cây này mình thấy cũng được. Nu, cây này nu. Cây này là rặt nu luôn. Quá nu. Đây, một số cái cây mà nu nhiều như vậy giờ bị khai thác hết trơn rồi bạn. Không có còn như mấy năm trước nữa nhiều nữa. Mấy năm trước những cái cây này kiếm cũng dễ, nói chung cũng khó, không dễ nhưng mà kiếm được các bạn. Mấy năm nay khai thác gần hết rồi, khai thác gần như cạn kiệt rồi, vài chỉ trò chỉ còn mấy dòng cây công nghiệp không. Cái rễ này nó hơi đan nha các bạn, nhưng mà nhìn nó có duyên rồi, nhìn nó sao cái cây của mình nhìn nó cứng cáp, nó có duyên rồi. Thì mình trồng tới đây giữ nguyên cái bộ đế luôn, để nó sổ xuống như cái mai túi vậy trời. Nụ công các bạn, nụ công nó lớn, nụ cám.